that's what she. That's why he was getting going. I hear a lot of sizzling happening. We're gonna do a really quick. Is this guy? Does this sound pretty good? Quick, foodie ASMR. Can you hear it? All right, I'm gonna grab some of this. And then we've got our spoon noodles here. We're gonna grab a few more herbs. And then this is where the shrimp paste comes in. Fish in the sauce. Ok, cả nhà, chúng ta bắt đầu nha. Xin chào mừng tất cả các anh chị. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi chia sẻ Zoom tiếng Anh mà Tùng sẽ mở thường xuyên để chia sẻ kiến thức với mọi người. Và quy định nhất của lớp học này đó là chúng ta phải mở cam cho suốt buổi học thôi. Và buổi học này là buổi học đặc biệt. Tùng nghĩ đây sẽ là buổi học cuối cùng trong năm 2023 âm lịch này để chúng ta cùng đón một cái Tết. Vì vậy, tại buổi học này nó sẽ khác với buổi học. Tất cả buổi học free trong vòng đến năm nay năm thứ 3, kể từ ngày Tùng dạy free rồi, sẽ là buổi học đặc biệt nhất. Và mình sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của các bạn về Tết. Các bạn cứ gõ khung chat của phần Zoom nhé. Tất cả thắc mắc của bạn về những từ vựng về Tết này, những từ vựng về đồ dùng trong Tết này, phong tục tập quán này, các loại hoa quả lạc vân, các bạn cứ gõ vào phần chat của Zoom. Chúng ta sẽ cùng giải đáp với các bạn, tôi sẽ cùng trao đổi các bạn để chúng ta đưa ra những ý trả lời chính xác nhất. Chứ khi mà các bạn chỉ nghe, chỉ đọc về một cái cách giải thích nào đó ấy, trên từ điển mà các bạn biết được ấy, chia sẻ thật là nó không hoàn toàn chính xác được cả nhà. Cái này cần phải kiểm chứng ạ. Kiểm chứng bằng cái gì? Bằng những người bản xứ ấy, họ nói có đúng không? Đó là những cái ví dụ về những cái video mà cả nhà vừa được Tùng cho cả nhà xem đấy. Đấy, hãy nghe chính người bản xứ họ nói xem điều đó có chính xác hay không, chứ chỉ đọc không đúng đâu đã nha. Vì vậy cả nhà hãy chia sẻ và hãy gõ vào khung chat nhé tất cả các thắc mắc của cả nhà, tất cả các từ vựng nào về Tết, bánh trưng rồi là cây đào, cây quất, pháo hoa vân vân, Tùng có chia sẻ với cả nhà cách nói làm sao chính xác nhất để người bản xứ có thể hiểu nha, có thể hiểu và lưu ý như vậy. Và trước khi bắt đầu vào cái việc mà giải thích một số từ vựng về Tết ấy, thì cái format của buổi ngày hôm nay vẫn sẽ mời cả nhà thực hành một chút những cái hội thoại. Hôm nay Tùng đã chọn những hội thoại cực kỳ, nó gọi là very easy, cực kỳ là đơn giản thôi để cả nhà luyện. Và nó sẽ khác biệt một chút. Trước khi mà mình mời cả nhà cùng nghe hội thoại, mình sẽ mời cả nhà thử nói hội thoại đó để xem là chúng, và sau đó chúng ta sẽ cùng so sánh đối chiếu xem là cái khác biệt của chúng ta so với người nước ngoài sẽ như nào nha. Đấy. Bắt đầu luôn cả nhà nhá. Và xin nhắc lại quy định duy nhất của lớp học này là các bạn mở cam, cả có một vài bạn thôi, nhưng các bạn mở cam mình vẫn sẽ chia sẻ nha. Đó. Các bạn nào không mở cam thì mình sẽ kích, mình sẽ không để các bạn học ở đây đâu. Ok. Đó, chờ mình xíu mình sẽ chia sẻ màn hình của mình nha. Đâu rồi? Đây, cả nhà có đang nhìn thấy cái màn hình mà mình đang share không? Thấy cái màn hình Word này không? Nếu mà thấy thì làm cái biểu tượng ngón tay cái thumbs up cho mình biết. Đó, thấy không? Ok, đó thấy. Đó, thế mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Buổi hôm nay mình sẽ chỉ mời cả nhà thực hành được một lần thôi. Đó, nó sẽ không được như những buổi trước đâu, vì chúng ta sẽ dành thời gian để Tùng trả lời các một số những thắc mắc về Tết dành cho các bạn nha. Đó, lưu ý là như vậy. Bây giờ trước khi mà cả bạn nghe người bản xứ họ nói này, đó, chúng ta sẽ cùng so sánh đối chiếu xem cả nhà sẽ nói này nha. Mình sẽ mời hai bạn có thể là mở mic và thử hội thoại cho mình. Để thử ba hội thoại nha, một hội thoại hai, hội thoại ba nữa đi. Đó, cả ba hội thoại này. Đó. Bạn Đạt này, có bạn là bạn Nam là bạn Đạt này, một em gái nhỏ bạn Nguyễn Thủy này. Mở mic đọc thử cho mình hội thoại 1, hội thoại 2 này, mỗi người một người A một người B để mình xem cái âm của bạn nào. Mời cả nhà. Nguyễn Thị mở mic lên em. Hello. Rồi, Đạt bắt đầu đây. A, Thủy B. What did you do last night? I hear football with my friends. What was fun? It was very fun. I watched it, you know. I cooked dinner for my family. What did you cook? I cooked pasta and soup. Okay, hold it. Hi.
What did you do yesterday? I went to see a movie. What? What did you see? I saw Star Wars. Was good. Oh yes, it was very exciting. What did you do? I went to eat with my family. Where did you do? You go. You went to Sisters. What was the food good? Yes, it was good. Ok, cảm ơn hai bạn. Cả nhà hãy, vừa rồi chúng ta có một bài test nhỏ đúng không? Đó. Bởi vì thế này này, sau với cái trải nghiệm của mình với những gì tụi nó học trong 3 năm qua, thì tất cả từ tiếng Anh mà chúng ta đang được học, ấy, đang được chia sẻ thì là chúng ta đang học tiếng Anh để nói cho người Việt nghe, đúng không? Còn chúng ta học tiếng Anh nói cho Tây hiểu cả nhà, nó lại là một vấn đề khác. Nên là một lát nữa thôi, mình sẽ mời cả nhà cùng nghe hội thoại này để xem là người bản xứ họ nói như thế nào. Cái mục đích của Tùng học tiếng Anh và chia sẻ mọi người, kể cả lớp free và kể cả lớp chuyên sâu đó, lớp rất chuyên sâu về giao tiếp, đó là gì? Nói Tây hiểu, hiểu Tây nói, chứ không phải là ngói tiếng Anh cho người Việt Nam hiểu nha. Với hội thoại thứ 3 này, mình thử mời một bạn nữa nhé. Chúng tôi sẽ dành thời gian học 3 hội thoại thôi. Đó, và sau đó chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn tất cả những thắc mắc từ vựng về Tết. Nên xin nhắc lại nhé, bạn nào có thắc mắc từ vựng nào về Tết ấy, đấy, từ này nói tiếng Anh nào, cứ gõ ở khung chat của Zoom cho tôi đã giải thích cho nhé. Đòi thoại cuối cùng này, hội thoại 3 này, mình mời ai xem nào. Có một bạn, mình nhận ra bạn này, bạn Ngô Thị Hà đã học với mình khá nhiều buổi free rồi. Mời bạn này, một bạn mới, bạn nào mới, Nguyễn Văn Trường hay Nguyễn gì đây? Đó, bạn mở mic và một bạn A, bạn B tự phân vai, nói cho mình hội thoại 3 xem nào. Yes. Rồi, Hà. Yeah. What did you do today, John? I went to the... Em nói kéo lại thầy ạ. Không sao ạ. Ở đây chúng ta nhá, không có đúng, không có sai, không ai cười ấy cả. Chúng ta đang kém, chúng ta mới học. Cách đây 3 năm mình cũng vậy. Cứ cố gắng lên bạn. Không có đúng, không có sai. Cứ nói đi. I went to the display and I read some book. What did you read? I read about dinosaur. Dinosaurs. Did you eat lunch? Yes, I did. What did you eat? Cái mạng của mình kéo hay mạng của anh? It's good. Okay. Rồi, cảm ơn cả nhà. Vừa nãy có một chút tín hiệu về mạng, cũng biết là mạng của ai đó, chờ mình xíu. Cả nhà chờ mình chút, mình sẽ phát của wifi từ 3G. Tôi nghĩ là do mạng của Tùng đấy. Cả nhà chờ mình một chút. Ok, sorry cả nhà. Tôi nghĩ bữa nãy là có một chút trục trặc về mạng nên mình đã chuyển sang chế độ bật phát wifi từ 3G rồi. Cả nhà chờ mình một chút nha, để mình kiểm tra xem nào. Please wait me a minute. No, so now. Mạng không được ổn lắm. Còn là chờ một chút, mình sẽ phát bằng 3G điện thoại ổn hơn. Không gọi nữa đúng không? Ổn hơn rồi đó, phải đang ổn hơn rồi đó. Ok, mình sẽ tắt cái phần share màn hình của mình đi đã. Cả nhà thấy tín hiệu của mình ổn chưa? Đã nghe rõ và tốt hơn chưa? Nếu rõ thì là gửi được ngón tay để mình biết.
là mình sẽ bắt đầu tiếp tục. Ok, cảm ơn cả nhà. Đó, nãy giờ chúng ta gọi là nói tiếng Anh cho chúng ta cùng nhau nghe nhá. Nói là mình gọi là nói tiếng Anh cho Việt nghe. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng nghe hội thoại này với cái giọng bản xứ để xem nó khác biệt như thế nào. Bởi vì sao? Những cái tiếng Anh mà Tùng dạy mọi người, Tùng chia sẻ mọi người, cách học nó sẽ khác hoàn toàn so với cách học mà chúng ta được học ở trường. Đó. Bởi vì cả nhà nghĩ mà xem, nếu như những anh chị nào đã từng lứa tuổi thế hệ độ là 3X, thế hệ có thể là cuối 8X như mình và thế hệ 9X, và thể cả các bạn cuối 9X gần 2000 nữa, các bạn học tiếng Anh, thì chúng ta được chú trọng rất nhiều về ngữ pháp. Nhưng tiếng Anh nó có 3 thứ, nó có 3 nền tảng cơ: ngữ pháp, từ vựng và phát âm. Chúng ta bị thiếu. Đó. Và cái cách nói của chúng ta nó rất là bị Việt hóa. Đó. Học cách học cũ sẽ đến kết quả như cũ. Chúng ta không thể nói là chúng ta không hề biết một chút tiếng Anh nào cả, đúng không? Chúng ta có biết, nhưng mà cái biết của chúng ta thì chúng ta không đủ để tự tin nói cho Tây hiểu. Đó. Khi nghe Tây họ hỏi một câu bất kỳ ở đó, please tell me the way to the post office, chẳng hạn, chúng ta không thể trả lời được, đúng không? Đó. Bây giờ nhá, vẫn 3 điện thoại vừa rồi thôi, nhưng mà cả nhà cùng nghe hội thoại này, cùng xem text và để xem họ sẽ nói hội thoại đó như thế nào nhá. Đó. Vẫn 3 điện thoại thôi, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ học được 3 điện thoại thôi. Và xin nhắc lại là hết hội thoại này mình sẽ trả lời cho các bạn tất cả các thắc mắc băn khoăn về các từ vựng về Tết ở Việt Nam nhá. Trả lời một cách chính xác nhất mà giúp người bản xứ hiểu, chứ không phải là chúng ta cứ đọc một cái search Google ra một cái gì đó mà chúng ta nghĩ chúng ta áp dụng nó là đúng hay đâu rồi. Là như vậy, người bản xứ chưa chắc đã hiểu đâu. Các nhà lưu ý nhá. Ờ, để mình mở cái hội thoại này lên nhá. Được rồi. Đây, mình mở cái audio này. What did you do last night? I played football with my friends. Was it fun? It was very fun. And what did you do? I cooked dinner for my family. What did you cook? Đấy, từ đầu nha. Đấy, nghe thì nó khác chưa? Chính bản thân mình như thế thôi. Là ngày xưa chúng ta mình cũng nói tiếng Anh như vậy. Kể cả học cấp 3, thậm chí đại học nhá. Những câu đầu tiên này chỉ cần đọc được là What did you do last night? I played football with my friend. 7 điểm về chỗ tầm đó rồi, đúng không? Ai đã từng trải qua cái thế hệ như mình này, đúng không? Nhưng cả đang nghe kỹ này, xem họ, người bản xứ họ sẽ đọc, họ sẽ nói hội thoại như thế nào nha. Đó. Nó có ngữ điệu, nó có lưu lái và nó rất khác xa với việc chúng ta đã được dạy nha. Mời cả nhà. What did you do last night? I played football with my friends. Was it fun? It was very fun. And what did you do? I cooked dinner for my family. What did you cook? I cooked pasta and soup. What did you do yesterday? I went to see a movie. What did you see? I saw Star Wars. Was it good? Oh, yes, it was very exciting. What did you do? I went to eat with my family. Oh, where did you go? We went to Sizzler's. Was the food good? Yes, it was good. What did you do today, John? I went to the library and I read some books. What did you read? I read about dinosaurs. Did you eat lunch? Yes, I did. What did you eat? I ate pizza. Was it good? Yes, it was. Đến đây đã. Bây giờ mình sẽ gửi vào cái phần chat của Zoom cho cả nhà để cả nhà có thể copy và paste hoặc là tìm mọi cách nào đó để lưu cái hội thoại lại nhé. Bởi vì một lúc nữa thôi, chỉ một đoạn nữa thôi, chúng ta sẽ có một cái hoạt động để chúng ta chia break để chúng ta luyện nói với nhau. Đó. Cái thứ mà chúng ta thường bị yếu nhất là chúng ta không nói được, không nghe được. Đó. Vì vậy, học tiếng Anh với mình thì các bạn sẽ được luyện nghe nói rất là nhiều nhé. Nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Đó. Và mình sẽ nhắc lại, quy định duy nhất của lớp học free này đó là các bạn phải mở cam trong suốt buổi học. Bạn là không mở cam thì mình sẽ kích ra ngoài nha. Đó. Mình không khuyến khích các bạn ngồi chỉ vào ngồi dự thính đâu, mà chúng ta phải tham gia nha. Thì chúng ta mới có thể là tiến bộ được. Đó. Ở lượt 2 này, lượt nghe tiếp theo này, vẫn hội thoại này. Bây giờ mình mời cả nhà vừa nghe, vừa nói theo cho mình nha. Đó. Nghe được câu nào, nói theo như vậy cho họ. Nói theo họ, nói y chang cái ngữ điệu, tông giọng của họ. Chứ đừng chỉ nói thông thường theo cách cho nó được dạy. Là gì? Được cho nó biết là gì? What did you do last night? I played football with my friends. Was it fun? Không nói như thế đâu. Họ nói hoàn toàn khác. Cả nhà hãy bắt chước y chang cả tông giọng của họ cho mình nha. Rồi, mời cả nhà. Một lần nữa. Vừa nghe, học bằng mọi giác quan nha. Mắt, nhìn text, tai nghe, miệng nói nha. Và mình xin nhắc lại một lần nữa. Tìm mọi cách lưu cái hội thoại lại.
ở cái khung chat của Zoom đi, mà mình vừa gửi lên lên phần chat của Zoom nhé. Đó, chụp ảnh màn hình hoặc là copy và paste sang một ứng dụng thứ ba để lát chúng ta còn thực hành nói với nhau. Bởi vì lát chúng ta sẽ vào break, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy cái màn hình mà Tùng đã share đâu nhá, lưu như vậy. Mời cả nhà cùng nghe, bắt đầu. What did you do last night? I played football with my friends. Was it fun? It was very fun. And what did you do? I cooked dinner for my family. What did you cook? I cooked pasta and soup. What did you do yesterday? I went to see a movie. What did you see? I saw Star Wars. Was it good? Yes, it was very exciting. What did you do? I went to eat with my family. Where did you go? We went to Sizzler's. Was the food good? Yes, it was good. What did you do today, John? I went to the library and I read some books. What did you read? I read about dinosaurs. Did you eat lunch? Yes, I did. What did you eat? I ate pizza. Was it good? Good. Yes, it was. Rồi cả nhà nha, lượt cuối cùng nhá. Lượt cuối cùng tức là sao? Tức là hết lượt này, mình sẽ chia thành những break nhỏ để các bạn luyện nói hội thoại cho mình nha. Và hãy cố gắng nói có ngữ điệu càng nhiều càng tốt. À, tất nhiên cái này là chúng ta sẽ không phải là một sớm một chiều chúng ta thực hành được, bởi vì chúng ta bị rất là nặng cái tiếng Việt chúng ta rồi. Tiếng Việt là một ngôn ngữ, nó gọi là một ngôn ngữ đơn âm tiết. Tiếng Anh nó là một ngôn ngữ đa âm tiết. À, nó sẽ rất khác biệt nhau trong cách nói. Bởi vậy qua quá trình luyện tập cả nhà sẽ quen được nhé. À, tí nữa thì mỗi break sẽ có từ 2 đến 3 người. À, mỗi người hãy nói một câu nha. Nếu những break nào có 3 người, mỗi người nói một câu. Đừng để ai bị không được tham gia buổi buổi giao tiếp trong break nha. Đó. Mà cả nhà nghe lượt cuối cùng, sau đó mình sẽ chia break nha. Và hết khi các bạn giao tiếp xong ấy, mình sẽ thắt các bạn ra ngoài Zoom lớn này. Đó, chia sẻ một số từ các bạn hay nhầm lẫn và sau đó giải đáp một số từ vựng về Tết nha. Đó. Cả nhà thắc mắc gì về về các từ vựng về Tết cứ gõ phung chat của Zoom đi. Đó, mình sẽ chia sẻ cho cả nhà một cách chính xác nhất. Ok, mời cả nhà nghe lượt cuối cùng trước khi thực hành nhé. Bắt đầu. What did you do last night? I played football with my friends. Was it fun? It was very fun. And what did you do? I cooked dinner for my family. What did you cook? I cooked pasta and soup. What did you do? I went to see a movie. What did you see? I saw Star Wars. Was it good? Yes, it was very exciting. What did you do? I went to eat with my family. Where did you go? We went to Sizzler's. Was the food good? Yes, it was good. What did you do today, John? I went to the library and I read some books. What did you read? I read about dinosaurs. Did you eat lunch? Yes, I did. What did you eat? I ate pizza. Was it good? Yes, it was. Okay, everyone, please move on short week now and practice more and more together. Now let's go. And please remember, open the mouth when you speak English and speak louder. Okay, let's go. Mời cả nhà vào break ạ. Thực hành nói với nhau nhé. Nói với nhau thật nhiều vào. Chúng ta sẽ có tầm 3 đến 5 phút để thực hành với nhau. Sau đó chúng ta sẽ quay lại Zoom lớn này. Okay, now. See ya in your break. Nào, một số các bạn này, Nguyễn Thủy, Đăng Khôi này, Linh Vũ này, vào break đi nào. Nguyễn Thủy vào break. Rồi, nếu bạn nào không vào break thì cứ ở đây chờ nhé. Mình sẽ vào break để xem các bạn khác nói như thế nào. Đó, lưu ý nhá. Mình đã mời Nguyễn Thủy vào break rồi đó. Nếu bạn không vào thì mình cũng không thể mời thêm được nữa nhé. Was it good? Oh, yes. It was very exciting. What did you do? I went to eat with my family. Where did you go? Okay, where did you go? This one.
hội thoại sau. Hồi chơi chưa đủ quá. Các bạn tiếp tục đi, nói liên tục, ba thoại cơ mà, nói liên tục. Tiến Thành mở mic lên cháu, mỗi người một câu nói liên tục. Nguyễn Hải trước bắt đầu đi, để cho các bạn tiếp nối tiếp. What did you do last night? No, like what I went to. Okay, I played football with my friends. Where is from? It was very fun. And what did you do? Yeah, I cooked dinner for my family. What did you eat? I ate pizza. Yes, I was. Was it good? Yes, it was. Again. What did you do last night? I played. What did you do last night? I played football with my friends. Was this fun? It was very fun. And what did you do? Oh, I cooked dinner for my family. What did you cook? I cooked pasta and soup. What did you do yesterday? I went to see a movie. I saw Star Wars. Oh, what did you see? I saw Star Wars. Oh, was this good? Oh, yes, it was. Was it good? Where went to theater? Oh. Was the food good? Yes, it was good. What did you do today, John? What is you do today, John? Anh đọc tiếp đi. Em chụp đến hết rồi. Em chụp đến thế rồi. Các bạn chờ một chút cho mọi người trong một break đang thực hành sẽ ra sau nhá. Vì thời điểm mình kết thúc break ấy, các bạn sẽ nhận thấy là sẽ có một cái bảng đếm ngược thời gian. Có 60 giây cho mọi người. Và một số các anh chị học với lớp mình khá là quen rồi. Có cả những anh chị học lớp giao tiếp chuyên sâu nữa cũng đang học ở đây. Và các anh chị rất là quen điều đó. Nên là hết 60 giây, break sẽ tự kết thúc. Các bạn không còn phải ra sớm đâu nha. Tận dụng nốt thời gian còn lại để thử nói với nhau cũng được. Bởi vì chúng ta không có cái môi trường nói hàng ngày. Nên chúng ta hãy cùng nhau có cái môi trường này. Hãy tận dụng triệt để nào. Ok. Vẫn còn một số cái break đang hoạt động. Còn là chờ một chút nữa nha. 2 giây, 1 giây. Ok. Ok, mình qua một số break để nghe các bạn nói. Đó. Hôm nay sẽ là một cái phần test nhỏ cho cả nhà, một cái trải nghiệm nhỏ cho cả nhà thôi. Để cả nhà thấy là gì? Học tiếng Anh để nói cho Tây hiểu ấy, nó hoàn toàn khác so với những gì mà chúng ta được học, đặc biệt là nói thật là đặc biệt là ở Việt Nam. Đó. Chúng ta rất nặng về ngữ pháp, nhưng cái mục tiêu sau cùng là gì, là dùng tiếng Anh được thì chúng ta rất là khó chưa áp dụng được. Và đây sẽ là một hành trình cần sự kiên trì rất là nhiều, cả nhà phải xác định như vậy nhá. Không có một cái phương pháp thần kỳ nào mà gọi là gì tự tin giao tiếp được sau 3 tháng, sau 6 tháng vân vân với Tùng ấy, đấy là nói nó không đúng sự thật. Đó. Học giao tiếp với Tùng sẽ là một quá trình chúng ta cải thiện, tự cảm nhận sự cải thiện hàng ngày dần dần chúng ta. Đó. Thông tin các bạn, các anh chị cứ học những với những cái lời quảng cáo đó. Ta được thành thạo sau 3 tháng, 6 tháng. Có rất nhiều lớp như vậy, nhưng học xong các anh chị thấy có ta được thành thạo không? Không, hầu như không có đâu, đúng không?
Khi học với Tùng, Tùng đã chia sẻ thẳng thắn, thật thà và chân thành với cả nhà. Cần sự kiên trì nhé, và chúng ta cần có môi trường và học sẽ học theo những phương pháp hoàn toàn khác. Chúng ta không chứ học theo cách cũ, kết quả sẽ vẫn như cũ. Cả nhà lưu ý như vậy nhé. Rồi, đấy là cái hội thoại vừa rồi. Mình sẽ gửi cho cả nhà cái audio này. Bạn nào muốn có audio hội thoại này, muốn có cả phần text nữa, cứ inbox riêng cho mình sẽ tặng các bạn. Đây là tài liệu giao tiếp độc quyền của mình, nhưng mình vẫn tặng các bạn. Đó. Còn bây giờ như đã chia sẻ từ đầu, khi mình thông báo trên Facebook, trên Zalo, đây sẽ là buổi học đặc biệt để chúng ta chia sẻ với nhau kiến thức về Tết. Vì vậy, tất cả những kiến thức về Tết ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ cả nhà để một vài kiến thức để làm sao mà chúng ta có thể nói tiếng Anh chuẩn nhất có thể, giải thích cho người Tây chuẩn nhất có thể về từ vựng nha, cả nhà lưu ý như vậy nha. Đó. Và xin nhấn mạnh này, những cái thứ mà chúng ta được nghe hay là được học ấy, được đọc được ấy, thì lời khuyên của Tùng là gì, cũng nên chủ động là xác minh lại nha, cho nó có đúng hay không, chắc gì chúng ta chính xác. Vì vậy chúng ta hãy kiểm định nha. Và xin nhấn mạnh lại, bạn nào đang băn khoăn từ vựng nào về Tết thì chat vào phần Zoom cho mình ấy nha, mình sẽ giải ra cho cả nhà. Rất tiếc là mình đang chưa mở cho cả nhà cái quyền có thể tự mở mic được, bởi vì mình e rằng vẫn có một số bạn là vào Zoom này mà không để học ấy. Đó, các bạn chỉ muốn mục đích là gì, nghe chơi hoặc thậm chí là phá Zoom ấy, nên mình chưa thể có quyền mở mic được. Đó. Và bạn nào thắc mắc thì cứ hỏi nhá. Điều đầu tiên với Tết, gọi là về món ăn ở Tết đi, ở Việt Nam chúng ta có cái gì đặc trưng nhỉ? Bánh chưng đúng không? Có bánh chưng. À, về chuyện chia sẻ cả nhà nha. Bánh chưng. Theo cả nhà, thì bánh chưng này nói nào là chuẩn nhất bằng tiếng Anh? Cả nhà cứ chat vào phần Zoom nha. Đó, mình sẽ chia sẻ cả nhà. Rồi, ok. Chưng khạch. Cảm ơn cả nhà. Chưng khạch. Rất nhiều người, cho nó có Tùng đó, cũng đã từng gọi bánh chưng là chưng khạch. Và khạch nghĩa là bánh. Chúng ta đã quá quen, quá hiểu từ bánh. Chúng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh là khạch, đúng không? Nhưng để lưu điều nha. Cái từ này. Đây, cái từ khạch này, cả nhà biết. Cả nhà có biết rằng cái từ này. Khi cả nhà dùng từ chưng khạch, thì cái từ khạch này, người bản xứ họ sẽ nghĩ ra cái gì? Người nước ngoài hiểu ra cái gì không? Họ sẽ hiểu ra một loại cái từ khách này, khách, người ta sẽ hình dung ra một loại thứ bánh kem, bánh ngọt, nó làm từ bột mì, đó, chứ không bao giờ họ hình dung là chưng khách đâu, đó. Nên một lần nữa nhé, nhấn mạnh này, nếu như chúng ta cứ dùng từ khách để chúng ta miêu tả, ví dụ bánh chưng, chưng khách, bánh giò khách, bánh tét khách, hoặc một số những bánh truyền thống của Việt Nam, họ sẽ không hiểu đâu. Một lời khuyên nha. Đó là gì? Chúng ta hãy dùng chính từ bánh chưng để nói về và giới thiệu về người Tết của Việt Nam. In this holiday, we often eat bánh chưng. Và sau đó dùng từ đó để và sau đó giải thích cái bánh chưng là gì cho họ hiểu. Bởi vì sao? Đó, ngôn ngữ mà. Nó là sự giao thoa giữa các nền ngôn ngữ và họ nhập ngôn ngữ từ của các nước khác vào. Ví dụ nhé. Mình lấy ví dụ từ này cả nhà nhé. Từ này, sushi này, tiếng Anh cũng nhập từ vào, nó đâu có đâu. Việt Nam có một từ mà họ cũng rất là nhập, từ phở này, cũng là một từ nhập mà Việt Nam mà tiếng Anh đã nhập rồi. Hãy dùng bánh chưng để giải thích về nó, chứ đừng chưng khạch. Kể cả là, và lưu ý đặc biệt, lưu ý nhé, cái từ khạch này, nó sẽ luôn bằng một từ, đó là bánh ngọt thôi cả nhà. Bánh ngọt như kiểu là bánh kem ấy, bánh kem ngọt. Ví dụ như là bánh sinh nhật đấy, đó, bánh gato đấy, đó, lưu ý như vậy nhé. Nên khi cả nhà dùng chưng khạch, họ sẽ hiểu là một thứ bánh ngọt đó. Sau đó giải thích bánh chưng là như thế nào, hoặc là có thể dùng một từ khác để giải thích bánh chưng. Đó là từ này cả nhà. Giải thích ra nó hơi dài dòng một chút, bởi vì đây là ngôn ngữ tiếng Anh nhập vào, không có đâu. Bánh chưng à nha, để mình sẽ giải thích cho cả nhà cái từ này. Bánh chưng. Cho chữ đỏ đây. Rồi, có thể dùng từ gì nhỉ? Làm từ gạo nếp ấy. Có thể dùng từ này. Thế nào nhỉ? À, đây.
sticky rice nó gạo nếp vậy nha. Sticky rice đâu các bạn nào, sao đây nè, square sticky rice cake, gần đúng rồi, cảm ơn Ngô Hà, cảm ơn Ngô Hà, gần đúng rồi đó, square bánh vuông rồi, rồi sticky rice cake. Ok, đó, và những cách giải thích của Ngô Hà, giải thích cả hình dạng luôn, cũng được, đó, cũng được. Nhưng, cả nhà thấy một điều là gì, nhận thấy gì, vẫn lấy hiểu nhầm, vẫn lấy hiểu nhầm. Tại vì sao? Vì nó vẫn có từ này này, nó có từ cạch này này, đúng không? Nên là sẽ vẫn hiểu nó là bánh ngọt, đúng không? Nhưng, bánh trưng nó là bánh mặn cơ mà. Vậy, giải thích như nào về từ mặn? Theo cả nhà giải thích như nào về cái từ bánh mặn này nè, bánh mặn này, vì bánh trưng không phải bánh ngọt, dùng từ cake này, người bản xứ họ lại hiểu là bánh ngọt. Vậy giải thích như thế nào để cho họ hiểu về bánh trưng là một loại bánh mặn chứ không phải bánh ngọt. Mặn ở đây, mặn chúng ta có hai cách hiểu, đó là gì? Vị mặn. Vị mặn đúng không cả nhà? Vị mặn. Đấy, món ăn nào nó quá mặn đấy, đúng không? Nhưng trường hợp này này, ý chúng ta muốn nói gì? Bánh trưng là một loại bánh ngọt. À xin lỗi, bánh trưng là một loại bánh mặn, chứ không phải bánh ngọt. Và cái mặn ở đây là gì? Cái mặn cái này này. Cái mặn của ý chúng ta là gì? Là mặn nó đối ngược với lại vị ngọt. Đúng không? Chứ không phải ý ra nó là mặn quá. Đó. Vậy, từ mặn ở Việt tiếng Anh nó có hai loại. Cả nhà phân biệt rõ nhá. Nếu mà theo kiểu là gì? Nếu mà chúng ta muốn nói vị mà như cả một món thức ăn nào nó mặn quá chẳng hạn, ví dụ như là ba soup hôm nay mặn quá chẳng hạn, this soup today is, này nó có từ này cả nhà nhá, salty là mặn nhá, đó là mặn, ý là gì, là vị mặn nhá, là vị mặn, đó là vị mặn nhá, là vị mặn, phải lưu ý từ này nhá, salty. Hoặc nhiều khi là chúng ta sẽ hay gặp đằng trước từ này nó có từ too salty, nhưng cái mặn đây này, cái mặn mà nó khác với vị ngọt này này, thì không bao giờ dùng cây đó, đúng không? Bởi vì ý chúng ta là gì? Bánh trưng là một loại bánh mặn, chứ không phải bánh ngọt. Thì cái này mới là mấu chốt này. Đó. Cái vị mặn, cái khái niệm gọi là mặn trong tiếng Anh mà nó đối nghịch với lại vị ngọt đấy. Đó. Cả nhà hãy dùng từ này này. Đây. Từ này, nó đây. Mấu chốt của nó là từ này đây cả nhà nhá. Mấu chốt đây. Từ này. Và từ này tiếng Anh nó khó chỗ này này. Viết một đằng, đọc một nẻo. Đó, ngôn ngữ đa âm tiết mà. Từ này không phải là savory đâu cả nhá. Nhớ kỹ này, chỗ một và sẽ là savory. Savory. Đó, savory. Vì vậy, để mà giải thích cho người bản xứ hiểu rõ nhất là nhá. Hiểu rõ nhất và hiểu một cách chính xác nhất về một loại bánh trưng ấy, thì cả nhà có thể dùng cái từ này này. Cái này có thể dùng ví dụ như là ví dụ cả một câu đi. Ngày Tết chúng tôi làm và ăn bánh trưng như thế này. During chat hoặc là during Vietnamese chat hoặc là during Lunar New Year vân vân nhá. We eat bánh trưng à. Ví dụ trong vào dịp Tết chúng tôi ăn bánh trưng ạ. Suốt dịp Tết chúng tôi ăn bánh trưng. We eat, ghi rõ luôn nha. We eat bánh trưng đấy. Phải bánh trưng. We eat bánh trưng. Và viết tiếp cái gì đấy. Giải thích cho họ này. Đoạn này là giải thích này. Savory sticky rice cake. Đó, đây cái ý này này, cái ý mà a savory sticky rice cake. Đây là cái thứ mà chúng ta mà khi mà người bản xứ nghe đây, họ sẽ hiểu ngay. À, đây là loại bánh làm từ gạo nếp và nó có vị không phải vị ngọt. Đó, chắc chắn họ sẽ hiểu nha. Đó, bởi vì đó là sự giao thoa của văn hóa, nó có sự nạp ngôn ngữ của các quốc gia, các vùng miền khác nhau. Đó, cả nhà dùng cách như vậy giải thích, chắc chắn họ sẽ hiểu nha. Chứ đừng cố phiên âm theo như vậy. Đấy, để về bánh trưng nha. Cả nhà nhớ nha.
mình đã cung cấp cho cả nhà là bánh chưng như thế nào rồi. Và đặc biệt này, cái khái niệm về cake này, rất nhiều người sẽ nhầm lẫn nha, nên là đừng cố từ giờ trở đi đừng cố phiên dịch là gì. Cái chữ cake này là tất cả các loại bánh của tiếng Việt là từ cake nhá, bánh giò, bánh gai, bánh dày, bánh cát, vân vân. Chúng ta luôn dùng từ cake đằng sau là không đúng đâu, mọi người lưu ý nhá. Từ cake này này, người Tây sẽ luôn hiểu nó là loại bánh ngọt, bánh kem như cái bánh sinh nhật đấy, đã lưu ý như vậy nhá. Đó, lưu ý như vậy cho mình. Còn đấy là về bánh chưng. Tết nó có cái gì à? Cả nhà muốn mình giải thích cái thuật ngữ nào về Tết nào, về phong tục này, về lời chúc hay là về đồ vật nào? Nào, phải là thích giải thích cái từ nào nào? À, những từ nào nào? Tết à? Tết có mứt Tết. Cả nhà biết từ mứt Tết biết nào không? Mứt Tết dùng từ gì không? Mứt mứt gừng này, mứt dừa này, đó. Cái từ mứt thì với tiếng Anh là sẽ không có từ nào gọi là phiên dịch chính xác hoàn toàn cả. Mứt à? Mứt, mứt thì cả nhà có thể dùng từ này. Candiate. Cây quất à? Ok, lát mình sẽ từ cây quất linh vũ nha. Candiate. Đây là một từ gì, nó liên quan đến việc gì? Như là khi cả nhà dùng từ là candiate này, thì người bản xứ sẽ hiểu là đây một thứ gì đó tẩm được nha. Tôi lấy ví dụ này, nếu như là mứt dừa đi, nếu như là mứt mứt dừa đi, mứt dừa thường thường nếu là kẹo thì ở tiếng Anh chúng ta hay có từ là candy đúng không? Cái từ kẹo này, kẹo thì nó sẽ là candy đó. Và cái từ candiate này nó sẽ xuất phát từ cái từ kẹo đấy. Đó. Nhưng nếu như mứt dừa, mà nếu như cả nhà dùng cái từ là gọi là như kiểu là dừa, coconut. Nếu như cả nhà dùng từ này, đấy, nếu cả nhà dùng từ coconut candy, thì người bản xứ họ sẽ nghĩ rằng đây là một loại kẹo dừa. Nhưng không, đây là dừa mình tẩm đường cơ mà đúng không? Mình tẩm đường gọi là mứt dừa. Vì vậy, nếu như cả nhà muốn là chính xác nhất là mứt dừa ấy, thì nó sẽ người hãy dùng từ này này. Đó là candy coconut. Đó, thì người ta sẽ hiểu gì? Đây là một loại dừa, họ bắt đầu gì? Họ dùng cách đó họ tẩm đường, họ nấu đường, họ tráng đường vào đó. Đó. Vì vậy, rồi từ này giải thích chung nhá, chung cho tất cả các loại khác, ví dụ như mứt gừng, mứt bí vân vân nhá, mứt gừng, ginger. Vân vân. Đấy. Hãy dùng từ này để giải thích nhá. Đấy, candy coconut. Đó. Candy coconut. với cái mứt mà dùng từ jam ấy cả nhà, cái từ jam thì nó sẽ mình theo tìm hiểu của mình ấy, thì là gì, người ta sẽ vẫn băn khoăn thắc mắc, còn khi mà cả nhà dùng được cái chính xác từ này, từ candy này, thì người ta sẽ hiểu chính xác về cái loại mứt đó. Đó, lưu ý cho mình như vậy. Rồi từ cây quất à, từ cây quất thì không khó đâu, cây quất là gì, kumquat, nhưng mà nhớ là kumquat này nó là âm ca. Cây quất này, cây quất rồi đây cả nhà nhá, kumquat nói được rồi, cần thiết thêm từ này nữa, thêm từ tree vào đây nữa, kumquat đây là cây quất nhá, đây là từ cây quất. Đó, và nhớ này, kumquat đó đừng đọc là kumquat nhá, đó kumquat. Kumquat tree là cây quất. Đây là một cách để mô tả chính xác về từ cây quất. Đó, kumquat tree. Đó. Quất à, nấm quất thì phải có đào, phải có mai. Đó. Cây đào là gì? Theo cả nhà cây đào có không ra cho mình nhá. Mình sẽ mời cả nhà tương tác cùng chứ mình không một mình nói đâu. Đó. Theo cả nhà cây đào gì? Thật ra cách học buổi học này là buổi học rất đặc biệt. Nên mình muốn chia sẻ với cả nhà như vậy để cả nhà tăng kiến thức theo kiểu gì? Đột biến trong thời gian Tết này để chuẩn bị. Đó. Còn cả nhà đã học với Tùng rất nhiều buổi free rồi, và các rất nhiều anh chị đã học lớp chuyên sâu đó sẽ thấy là gì, học phí rất là rẻ, nhưng mà đó là cái môi trường để chúng ta luyện giao tiếp với nhau và cho được tương tác, được nói. Chứ nếu mà cứ một người như mình, một người leader cứ nói các bạn chỉ nghe thôi mà không được nói, không thì các bạn lại coi có lẽ học tiếng Anh theo cách cũ, học chỉ để hiểu đề đó thôi mà không giao tiếp được, không nói được, rất là nguy hiểm nha. Cây
Rồi, cây đào. Ok, mình thấy một số các anh chị là trả lời đúng rồi đấy. Cây đào. Thật ra mình không thích dạy học tiếng Anh theo cách này đâu, quay lại cách học cũ rồi. Mình vẫn nhấn mạnh lại, cách học cũ sẽ cho kết quả như cũ. Không thể nghe được, không thể nói được. Hôm nay là buổi đặc biệt thôi, mình chia sẻ kiến thức cho nhanh nha. Cây đào, đúng. Cây đào thì khi cả nhà dùng từ tree này, là người ta sẽ hiểu ngay, Tây sẽ hiểu ngay, đó là cây đào. Đó. Vậy, bây giờ có một từ khác. Đó. Pear tree hoặc là pear blossom, được. Để người ta sẽ hiểu hết. Nhưng bây giờ cái từ cây mai thì các bạn nhà như nào? Cây mai là một từ khó. À, cây mai Tết là một từ khó. Từ này tiếng Anh không có. Đó. Người ta sẽ mượn từ và trong mình đã search một số diễn đàn, một số Google rồi. Có rất nhiều cách để họ viết là cây mai. Nhưng mình sẽ chia sẻ cả nhà cách nói chuyện chính xác nhất về cây mai. Rồi. Cây mai ấy. Theo cách giải thích theo rất nhiều tài liệu thì người sẽ dùng từ này đúng như bạn Ngô Thị Hà đã nói, nó là apricot blossom. Đây, rất nhiều và mình thật sự chia sẻ thật nhé, thật sự này là cái từ này này à, mình nhớ là trong sách giáo khoa có dùng từ này. Nhưng từ này là chưa đủ đâu. Phải nhỉ? Chưa đủ. Phải nhỉ? Biết vì sao? Phải nhỉ? Từ, nếu như dùng từ apricot blossom này để giải thích là cây mai là chưa để giải thích đến tận gốc được. Bởi vì sao? Khi mà cả nhà dùng từ apricot này này thì người bản xứ ấy, khi mà cả nhà nghiên cứu sâu nhá thì cây apricot này nó là một cái họ khác. Chúng cây mai này, nó cây mai nó lại một họ gì nhỉ, họ oaknut đó. Còn cái giống cây mà apricot nó lại một họ khác. Khi mà người cả nhà dùng từ cây apricot này thì người ta sẽ hình dung gì, một loại hoa nào đó giống như hoa như hoa mai, nhưng cái màu của nó, bởi vì nó lại liên quan đến nó là một màu trắng hoặc một màu hồng nhẹ. Chứ mai vàng cơ mà, đúng không, nó là mai vàng đó. Nên dùng từ apricot này nó chưa thể nào chính xác tuyệt đối được. Mọi lời khuyên lên cả nhà nha. Đấy, muốn làm một cây mai một cách chính xác nhất ấy, thì hãy dùng từ này, vẫn dùng khái niệm này, vẫn là apricot blossom. Nhưng trước đó hãy thêm một trong hai cách. Cách thứ nhất là dùng chính từ màu sắc của hoa mai để viết đằng trước nó. Màu sắc màu vàng thì viết từ nào? Viết từ nào? Nào. Viết từ nào? Yellow apricot blossom. Đó là người sẽ hiểu, đó là một hoa đặc biệt. Nha. Hoặc cách thứ hai, dùng chính lời giới thiệu về dân tộc của chúng ta để giới thiệu. Vietnamese apricot blossom. Thì họ sẽ hiểu là đây là một loại giống hoa rồi đấy, giống hoa cũng được họ apricot nhưng mà của Việt Nam, và có để người ta sẽ hình dung tưởng tượng ra nó là gì, nó là một nó khác, nó không phải màu trắng hay màu trắng hồng đi đó. Còn nếu chỉ dùng apricot không thôi cả nhà như bản xứ, họ sẽ hiểu đó là một giống hoa gần đại loại như kiểu là hoa anh đào ấy. Đấy, cả nhà lưu ý như vậy nha. Đấy, tường tận nhất, rõ ràng nhất thì hãy dùng từ này, yellow apricot blossom. Đó sẽ là cái giải thích tới tận cùng nhất về cây mai nha. Đó, đấy là về một số đồ vật, một số đồ dùng trước Tết, đón Tết. Đó, thế còn về đến lúc đón Tết rồi thì cho nó có những phong tục gì nhỉ? Có mừng tuổi, có sông đất, có một số phong tục nữa. Cả nhà muốn giải thích thêm phong tục nào cũng nào, muốn lấy thêm một chút từ vựng nào về Tết này thì cứ ở khung chat nhé. Vì có thể một số từ mà cả nhà biết rồi mình sẽ không giải thích nữa. Đó, tùy nhu cầu của cả nhà đó, mình giải thích cho cả nhà. Bởi vì từ vựng về Tết nó có nhiều lắm, nó có cực kỳ nhiều luôn. Đó, nó có cực kỳ nhiều luôn. Đó, mình sẽ giải thích về Tết nhá. Về Tết trước đi. Mừng tuổi à? Mừng tuổi nhá. Nếu như tiền lì xì ấy, nếu lì xì thì có một cái từ này mà họ sẽ hiểu ngay và chúng ta hay dùng khá nhiều.
Lakimani. Lakimani là một người sẽ hiểu ngay. Đó. Đó. Nhưng cái khái niệm về mừng tuổi cả nhà nhá, thì Tây không có. Tây không có khái niệm mừng tuổi. Đó. Bởi vì sao? Cái quan niệm của họ, cái văn hóa của họ là gì? Đến ngày sinh nhật mới là qua tuổi mới. Ngày sinh nhật mới là ngày happy birthday và mừng tuổi mới. Đó. Còn ngày Tết ấy, đó, lucky money nó là một chút tiền gọi gì để chúc may mắn thôi, chứ họ không có khái niệm về mừng tuổi. Vì vậy, nếu như muốn gọi là để gọi là giải thích rõ về mừng tuổi thì chỉ có cách là dùng thêm tiếng Anh để giải thích thôi. Ví dụ như là on the chat we give together lucky money and happy and wish everything in the new year maybe come true, vân vân, rất nhiều cái giải thích. Chứ riêng khái niệm mừng tuổi nhá, Tây không có cách giải thích làm rất nhanh về mừng tuổi đâu. Đó, lưu ý nha. Đó. Đó, cái câu như bạn Thành nói ấy, give somebody lucky money, đó chính là việc là gì, là đưa cho bạn khác, người khác tiền gì để thể hiện sự may mắn, chứ còn không phải là họ sẽ không hiểu là để mừng tuổi đâu. Vì với văn hóa chúng ta thì qua năm mới là qua tuổi mới, đặc biệt là mừng tuổi các bạn nhỏ đấy, hay ăn trong lớn học giỏi vân vân đấy, đấy là mừng tuổi đúng không? Nhưng mà ý nghĩa của cái việc gọi là mừng tuổi, cái văn hóa của phương Tây họ khác chúng ta, khác nhiều. Đó, lưu ý như vậy nhá. Đó. Còn gì nữa nhỉ? Sông đất, sông nhà. Ai còn có hàng đến Tết còn hay có khái niệm gọi là muốn hỏi nhau, muốn tìm người sông nhà, sông đất cho nó hợp tuổi không? Đó, có không? Có không? Đó. Nếu mà có muốn giải thích về khái niệm về sông đất không? Nếu mà có thì chat vào ở phần Zoom thì mình sẽ giải thích, không phải giải thích một cái khác nhé, vì cái khái niệm sông đất này thì không phải nơi nào cũng có. Đó. Ok. Sông đất cả nhà. Sông đất văn hóa phương Tây họ không có cái văn hóa này. Cũng không có sông đất. Nên sẽ không có một cái cách giải thích nào rất là ngắn gọn về việc sông đất cả. Không có cả nhà. Không có một cái giải thích ngắn gọn nào về sông đất cả. Mà chúng ta phải giải thích một cái bản chất cả một quá trình của nó. Có phải là gì? Có phải sông đất chứ là chúng ta chọn một người mà chúng ta nghĩ là gì? Sẽ đem may mắn lại đến cho chúng ta, cho năm mới. Đúng không? Bản chất là như thế. Chúng ta chỉ có thể giải thích bằng cách như vậy thôi. Đó là gì? Là trong năm mới chúng tôi sẽ chọn hoặc chúng tôi sẽ mời một người nào đó đấy đầu tiên đến nhà và chúng tôi sẽ nghĩ là họ sẽ mang may mắn đến cho chúng tôi. Đó. Có thể dùng một câu này nhá để giải thích về cái tục sông đất này. Đấy, với cái ý như vậy và nhấn mạnh này nhá, sông đất này sẽ nhấn mạnh này, không có khái niệm đó, không có khái niệm bên Tây, không có, nên chúng ta phải giải thích giải thích như nào, có thể như sau, có thể giải thích như sau này. Thế nào nhỉ? Sông đất này. À đây, đây rồi, có thể này. Ngày đầu tiên của năm mới đi. On the first day. On the first day of New Year. Invite. Đây, cái này có được ghi lại để tích cho họ nhá. We invite a guest, a special guest. A special guest. who we think? Đây, đây này là giải thích quan trọng này. Who we think will bring us good luck. Đó, thế này cho ngắn gọn. Đây, câu này nhá. On the first day of New Year, we invite a good special guest who we think bring us good luck. Đấy, đây chính là bản chất của người sống đất này đó. Đấy, chúng tôi sẽ mời một người đặc biệt đến. Đấy, và chúng tôi nghĩ là người đó sẽ may mắn cho chúng tôi, đúng không? Đó. Có thể thêm một vài từ như là we invite the special guest. Special guest.
He's the first, người đầu tiên mà. Đó. He's the first. Come my house. Đây, đó. Đó, có dùng từ này. Đó. Special guest. We invite a special guest. Who, đây luôn đi. Who is the first? Come my house. Nào, vào đến đây. And we think bring us good luck. Đây, đây là cách giải thích về việc xông đất cả nhà. Đây cách giải thích. Chứ không một cách nào ngắn gọn đâu. Để giải thích việc này đâu nha. Lưu như vậy. Đó. Còn gì nữa nhỉ? Ai, cũng gần 9 rưỡi rồi. Thôi quay lại cái lời chúc đi nhá. Một số lời chúc. Chúng ta này có rất nhiều lời chúc bằng tiếng Việt rất là nhanh đúng không? Vạn sự như ý này, an khang thịnh vượng này, vân vân, mạnh khỏe hạnh phúc này. Nhưng trước khi bắt đầu giải thích về lời chúc ấy, thì mình xin giải thích về văn hóa của phương Tây này. Và với người phương Tây ấy, họ trong văn nói họ không chúc như chúng ta đâu. Đó, ví dụ như em chúc anh chị năm mới hạnh phúc này, mạnh khỏe này, may mắn này, đó, vạn sự như ý này. Nhưng với văn hóa họ không chúc như vậy đâu. Đó. Nên là khi nghe như vậy có thể họ, nếu như người bản xứ với nhau họ sẽ không dùng như vậy, nhưng nếu họ là người bản xứ được nghe bạn Nguyễn Văn Trường nói hay là Ngô Thị Hà nói những câu như vậy đó, thì người ta sẽ gì, có một cái chút gì đó nó ngộ nghĩnh, nó đáng yêu, bởi vì nó là một nền văn hóa khác mà. Chứ còn người bản xứ họ không dành lời chúc như vậy. Những lời chúc mà chúng ta hay nói cho năm mới họ chỉ có ghi trong bưu thiếp thôi đấy, chứ họ không chúc bằng miệng như vậy đâu, lưu ý như vậy nha. Còn lời chúc ví dụ an khang thịnh vượng hoặc là gì vạn sự như ý ấy, thì thực sự là gì không có cách giải thích nào cho nó ngắn gọn cả. Ví dụ vạn sự như ý gì, vạn sự như ý tức là sao, tức là mong muốn là gì, mọi điều mong ước trong năm mới nó đều thành hiện thực đúng không? Đó. Thì nó phải là gì, everything you wish it comes true in new year, ví dụ thế đó. Rồi, vạn sự như ý đây nhá, để mình thử cái từ này. Rồi, mời cho cả nhà cái từ này, vạn sự như ý này. Thứ nhất là không có giải thích ngắn gọn nhé. Chúng ta có thể dùng cái gì? Ví dụ bây giờ có thể dùng cái gì? I hope gì nhỉ? Your new year. Sẽ hiểu cách đi. New Year wishes. Đó, mọi điều ước. All your wish. Đây mình sửa lỗi thằng này. New Year wish come true. Rồi. Đây chỉ là một cách giải thích cho cái câu lời chúc và dự như ý đây. I hope all your new year wishes come true. Tôi mong muốn tất cả mọi điều ước cho năm mới của bạn. Đúng không? Đấy, nó chính là một cái điều ước, nó chính là một lời chúc và dự như ý đấy. Còn chúc mạnh khỏe, chúc thành công à. Vạn sự như ý này, an khang thịnh vượng này. À, chúng ta chỉ có thể giải thích được cả nhà. Chúng ta chỉ có thể giải thích thôi. Và khi giải thích ấy, chúng ta hãy dùng cái từ là I hope, hoặc đơn giản bỏ từ hope được. Gặp nhau một cái, ví dụ mình gặp Hà ra mới chẳng hạn, Happy New Year, and dùng từ have luôn đi. Have ví dụ như mạnh khỏe này, Have a healthy này, mạnh khỏe này, thành công này, and successful new year. À, nhớ mạnh lại cả nhà nhé, nhớ mạnh lại lần nữa gì, văn hóa phương Tây họ sẽ không nói như với nhau những câu ở đâu, bởi vì họ hay thể hiện cái biêu thiếp. À, chúng ta người Việt Nam khi nói với họ những câu này họ sẽ thấy không có phần gì đấy một chút lạ lùng, một chút đáng yêu nữa, bởi vì chúng ta là một người văn hóa khác mà. Đó, đấy là một số những cái khái niệm về Tết mà cả nhà có thể là gì cập nhật nha. Đặc biệt về bánh chưng nhá, sau buổi học hôm nay đừng ai dùng là chưng khách nữa nhá,
đừng nên dùng là cứ lại bánh như bánh tét cũng tét, khách bánh giò giò khách, bánh giò cũng giò khách nhá. Đừng dùng từ vậy vì họ sẽ à, đây là những kiến thức mà gì cả nhà cứ được tìm hiểu xem, sách vở sẽ không nói đến điều này đâu, chỉ có qua quá trình mình tìm hiểu, mình được nghe chính từ người bản xứ họ chia sẻ, mình mới biết à hóa ra trước giờ nói toàn sai à, nói khiến họ cảm thấy rất là mông lung, rất là khó hiểu à, rất nhiều chỗ đây, riêng cái file Word này đó, bạn nào muốn nhận thì nữa cứ inbox cho mình nha, inbox Facebook hoặc Zalo, mình tặng cả nhà cái file text luôn để cả nhà lưu lại, để cả nhà nhớ một số khái niệm về về Tết nha. Đấy. Đây sẽ là những cái điều mà thực sự là gì, chia sẻ cả nhà những thứ tiếng Anh mà Tùng chia sẻ cả nhà ở lớp ở trường không có đâu, kể cả những lớp phát âm, những lớp giao tiếp, lớp phát âm Tùng phải đi học phát âm trong nước ngoài nước hết rất rất là nhiều tiền, nhiều chục triệu đồng mình mới nhận ra là gì à. Hóa ra lý do là như vậy. Tại sao chúng ta nói một câu tiếng Anh chúng ta cứ bị là gì? Nói giống tiếng Việt. Chúng ta thiếu cái sự phát âm. Ba yếu tố quan trọng của tiếng Anh để chúng ta giải được. Một nha, gốc rễ trước, nền tảng đầu tiên phải là phát âm. Hai mới đến từ vựng. Và ba mới đến ngữ pháp này nha. Đó. Chúng ta toàn chúng ta đang bị ngược. Cứ ngữ pháp chứ, cứ ngữ pháp, cứ nhồi nhiều ngữ pháp, rồi nhiều từ vựng mà. Sau đó mà phát âm của quên đi. Đó lý do vì sao chúng ta rõ ràng là gì? Không thể bảo là chúng ta không biết tiếng Anh được, chúng ta có biết nhưng chúng ta không dùng được, chúng ta không nói được, đúng không? Có một câu gì nhỉ, bằng cấp nó chỉ là quá khứ thôi đó. À, cái nỗ lực ở hiện tại này nó mới quyết định cái tương lai của chúng ta đó. Bởi vì tôi đã dạy phát âm tiếng Anh cho rất nhiều giáo viên tiếng Anh rồi, dạy cho rất nhiều những bạn mà 6.5 7. IELTS rồi nhưng không nói được tiếng Anh, nói tiếng Anh như tiếng Việt đó. Việc phát âm là việc mà mình khuyên cả nhà, khuyên chân thành đấy, học ở đâu cũng được nhưng nên đi học phát âm tiếng Anh, nếu không nha chúng ta cứ mãi mãi dùng cái bộ âm tiếng Việt để cho nói và nó cứ bị sai mãi đi, lưu như vậy nha. Đó, anh chị nào quan tâm đến việc phát âm ấy, thì inbox riêng như mình sẽ không gọi là quảng cáo quá nhiều đâu, mình lời khuyên thôi, lời khuyên chân thành từ chính trải nghiệm của mình thôi. Học rất lâu tiếng Anh rồi, nói không thể nói đến giống Tây được, để đi học phát âm về mới thấy là à hóa ra như thế đấy nha. Ai muốn nhận những cái file text này cứ inbox cho mình sẽ tặng nha. Đó. Như mình chia sẻ từ đầu tiên ấy, hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng trong năm 2023 trước Tết âm lịch và mình sẽ cũng thật sự là gì, kính chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe và sự như ý. And I hope all the new year wishes come true and wishing you a healthy and successful new year. Okay. And see you in the new year 2023. Okay. Cả nhà hãy mở mic lên đi. Mình đã có cả nhà quyền có thể mở mic lên được rồi. Cả nhà sẽ có thể tập chào nhau và hẹn gặp nhau buổi học tiếng Anh tiếp theo. Bye teacher. Mình sẽ vẫn dành được. Bye class. Okay. Next time. You new year. Bye. Bye. Bye teacher. Bye bye.